Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch nhờ sư phụ chủ trì và kính thưa các quý thầy cùng quý hội chúng Phật tử. Con tên là Lê Tự Phúc, pháp danh Chánh Tâm An, Phật tử của Thiền viện Trúc Lâm Hàm Rồng. Năm nay con 64 tuổi, cũng có nguyện vọng là muốn xuất gia hai lần rồi nhưng mà chưa đạt. Lần này là được cái diệm phúc đầy đủ duyên lành, con cùng với hội chúng đây được vinh dự là sư phụ thầy Nhật Từ xuống tóc gieo duyên lần 8 cho chúng con trong 7 ngày. Chúng con vô cùng cảm kích và tri ân công đức của thầy. Thầy đã dùng trí tuệ của thầy để đưa các cái phương pháp diệu dược của Đức Phật ra để làm toa kê đơn thuốc cho chúng con được tiêu thụ trong 7 ngày, tức là mỗi ngày có 2 toa thuốc. Nói như thầy Bưu Chính hôm nay là ca ngợi cái công đức của thầy là giám đốc tiến sĩ bệnh viện Chùa Giác Ngộ đã kê đơn cho các thí sinh. Mấy hôm nay chúng con được thực dưỡng tất cả những món ăn Phật Pháp và đã cảm niệm được rằng là chúng con khai mở thêm được cái sự tiếp thu trí tuệ về kinh pháp của Đức Phật trao truyền. Về phần này thì chúng con vô cùng tri ân công đức của thầy cùng các quý sư phụ. Thế nhưng mà về Phật Pháp thì con cũng không dám hỏi nữa, nhưng mà về tâm nguyện của chúng con cũng như là các giới tử ở đây và nhất là lớp trẻ, chúng con có một cái ý hỏi mạo phạm thầy là chúng con muốn được thầy chia sẻ về một chút về cái hoàn cảnh xuất gia của thầy để chúng con được ân chiêm công đức của thầy và cái lớp trẻ có thể là noi theo cái gương của thầy. Nam mô A Di Đà Phật. Năm thầy học lớp 9 đầu năm thì nó có cái nhân duyên, lúc đó thầy bán đồ phộng rang ở quán mấy cái quán bia vì nhà thầy nghèo, mà từ nhỏ thầy có tinh thần tự lập, không muốn làm gánh nặng của ba mẹ, cho nên là xin phép cha mẹ cho đi bán đồ phộng rang. Đến lớp học này vẫn đi học bình thường. Thì trong cái quán đó cũng có một cậu bán đồ phộng rang. Nhà cậu này thì ở trước chùa Long Huê khoảng chừng 10 mét. Nhà của thầy thì sau chùa Long Huê đó khoảng 50 mét. Thì cậu đó là đi chùa Long Huê. Thì cậu này mới rủ thầy đi chùa. Lúc đầu thầy không muốn, thôi, kia đó đi chùa là sợ, không muốn vô. Mà khi vô có nhìn thấy mấy chú tiểu có mấy cái chốt này, dài nè, mà thấy ồ, dễ thương ha. Và ngay cái ngày hôm đó là thầy muốn đi tu luôn. Chứ lúc đó cũng chả biết đi tu là cái gì. Nó thật vậy đó. Thì chú mà ở chùa Long Huê đó tên là Trúc Khải, xuất gia với Hòa Thượng Thông Bửu ở chùa Quan Thế Âm, nhưng mà lại nương theo Thượng Tọa Bổng Điền, nay thì hành đạo ở chùa Quyền Quang, thành phố Sydney ở Úc Châu. Thì lúc đó thì Thượng Tọa làm chủ trì. Thì trong đạo thì chú này đó rất là thông minh, học rất là giỏi, chữ Hán cũng giỏi lắm. Thì ông lớn hơn thầy khoảng tuổi thôi, sinh năm 68, thầy là sinh năm 69. Thì thầy thấy chú này để chớp thấy lạ lạ, cái thầy ở lại và muốn đi tu. Thì chiều về thầy mới xin phép ba mẹ, nhưng mà ba mẹ thì không cho. Thầy vẫn tiếp tục đi làm công quả ở chùa. Và khi mà cái ngày thứ hai trở đi, thầy rủ một nhóm lâu la nhỏ nhỏ giống như thầy vậy đó cùng đi chùa hết, cũng được 18-19 người. Trong đó có anh ruột của thầy là ông Bảy đang làm công quả ở chùa nè, và em gái ruột của thầy. Thì thầy quy động nguyên cái nhóm cùng đi chùa. Thì có lẽ là từ hồi nhỏ thầy cũng có cái vạn lãnh đạo. Khi mình đi mình cũng rủ được mấy chục người đi theo là khá vậy đó. Thầy vô làm công quả.
thì thầy muốn xin xuất gia nhưng mà hòa thượng chủ trì không cho, mà không giải thích. Thì lớn lên là thầy mới hiểu đó là gần nhà quá đi tu nó không linh. Tại vì mình là giỡn hết, là thậm chí thỉnh thoảng cũng văn tục thì là nít mà làm sao mà tránh khỏi mấy thứ này. Thì giờ là bà con làng sớm á, người ta nhìn thấy mình từ cái hạt giống nhỏ như thế lớn lên đó, thì dù mình có làm chủ trì đi nữa, ta vẫn thấy là cũng là cái cậu bé của năm nào, ta không có nể trọng. Cho nên đó là Phật giáo ta không cho người ở gần chùa đi tu cái chùa đó mà phải đi chùa khác. Thì đó là cái nhân duyên thầy đi tu. Nhưng mà trước khi mà đi tu thật sự đó, thì thầy ngay ngày thứ hai đó là đã tự đi mua nồi ơ son chảo về nấu đồ chay tự ăn. Ba thầy cấm tuyệt đối. Và thầy tự đi xin là mấy chục ngôi chùa nhưng mà không chỗ nào nhận. Thì cuối cùng á thì chú Nguyên Thích, nay là thượng tọa Phổ Hương ở bên Úc Châu đó, mới chỉ thầy nó giờ đi ra chùa Đại Giác, hòa thượng thương nít lắm. Thì thầy mới tự đi ra một mình để xin. Xin là hòa thượng nói mày nhỏ quá mày biết tu gì. Nếu mà về dẫn mẹ tới hay ba tới thì thầy sẽ cho. Thầy mừng quá, thầy chạy về năn nỉ ba thầy, ba thầy đâu chịu. Rồi thầy mới năn nỉ má thầy, lúc đầu bà cũng không chịu, sau đó bà chịu, dẫn lên là hòa thượng cho. Thì tập sự được đâu đến tháng 5 của 1984, thuộc hết Thủ Lăng Nghiêm cho bữa khuya, thuộc Cúng Ngọ bữa trưa, thuộc Câu Phu Chiều, thuộc Hồng Danh, thuộc Kinh A Di Đà, thuộc Kinh Phổ Môn, và thuộc luôn hai bốn oai nghi, 10 giới sa di. Đó là tự học hết á. Nhưng mà xin hòa thượng cạo đầu, hòa thượng cũng không cho. Vì cái giai đoạn đó hòa thượng chủ trương không cạo đầu ai nữa hết. Cho nên thầy mới trốn bỏ chùa Đại Giác. Và chạy về gặp chú Nguyên Thích á. Ông là học với cái lớp sơ đẳng và học ở đây, ở chùa Giác Ngộ này. Mới chỉ thầy là giờ thôi ra xin hòa thượng chủ trì chùa Giác Ngộ. Ông cũng rất là từ bi, thương nít lắm. Thầy mới đi ra xin. Thì ra xin là lúc đó thì hòa thượng đang truyền giới Bát Quan Trai vào cái ngày rằm. Thì lúc đó thì cô Tâm Tiết là trưởng đạo tràng, cô Diệu Phú, ở đây còn có thêm cô Tâm Tiết, là cô Diệu Thanh, đó là những vị Phật tử lão làng á. Thì hiện nay thì hai cụ đầu là về cõi Phật rồi, còn hai cụ kia cũng đã gần 90, vẫn còn sống khỏe. Thì thầy chờ xong cái khóa lễ thầy mới xin, cái hòa thượng mới cười hỏi con tu được không, Bồ đề hay là có nhà cửa. Thì đó là có con có cha mẹ, có cha mẹ thì phải dẫn lên sinh thì thầy mới cho. Thầy chạy về liền thì nâng nỉ má thầy, cái má thầy lên thương sinh cho xong rồi thầy mới nói má thầy dẫn qua để xin lỗi hòa thượng Đại Giác để thầy mới được tu ở đây đó. Thì cái nhân duyên đi tu là vậy, nhưng cũng trải qua cái việc mà mình tự nỗ lực đi sinh đến thầy nhớ như cũng 30 hay 35 ngôi chùa vậy đó. Ở quận Gò Vấp, quận Bình Thạnh, rồi quận Phú Nhuận, rồi tướng nhỏ con xấu quá, nhìn thấy giống như Bồ Đề đó, lam lũ mà, là không được chấp nhận, vì ta không biết mình là ai. Mình đi sinh mà, ngay cả tỉnh sát trung tâm, tỉnh sát Ngọc Phương, rồi chùa Già Lam thì đi vô hết rồi, thì vô thì sinh hết rồi, nhưng mà lúc đó không được chấp nhận, vì ta không biết mình là ai đâu. Thì thường á, người ta chấp nhận người đi tu á, là phải biết lai lịch, cha mẹ là Phật tử là gì đó, thì phải có lý tưởng cao quý ta mới cho đi tu. Mình nhỏ quá, mà lúc đó thầy là 14 tuổi, mình nhỏ con lắm, nhỏ hơn mấy chú tiểu ở chùa thầy giờ, nên là nó hơi khó. Rồi cuối cùng là nhân duyên nó cũng thành tựu. Thì đúc kết lại đó, thì thầy thấy đó, từ nhỏ là thầy đã có tinh thần tự lực rồi. Cho nên khi mà tiếp nhận những lời dạy của Đức Phật á, hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi, hãy tự mình xây dựng hòn đảo chính mình, nó rất là phù hợp với cái tính cách của thầy. Lúc mà 10 tuổi đến 14 tuổi thầy đã đi bán đồng phòng rang rồi, thì đồng phòng rang thực ra là được bao nhiêu tiền đâu quý vị, không được bao nhiêu, nhưng mà mình phải tự lo. Thì những người mà có cái tâm mà tự lo như vậy đó, thì sau này đó, nếu ở ngoài đời đó, làm cha, làm mẹ, làm chồng, làm vợ, làm con, những người đó rất là chu đáo, đóng góp cho gia đình đó, đóng góp nhiều hơn là lấy từ cái gia đình đó những giá trị. Còn khi đi tu á,
thì mình sẽ phát huy được cái tâm vị tha, tâm phụng sự. Thế mình tự làm được thì mình đâu có cần phải người khác ta lo cho mình. Cho nên bây giờ ai xuất gia với thầy, ở đây là mấy chú biết mà, thầy đâu có cần phải phụng sự gì đâu, phòng thầy thầy tự lao. Mọi thứ thì làm thị giả thầy đó cho vui thôi, chứ có làm việc gì đâu. Khỏi phải hầu hạ chăm sóc thầy gì hết trơn, thầy tự lo hết, chừng nào mốt sau thì thầy già bệnh đó tính sao. Mình không có thích phải được chăm sóc rồi được thế này thế kia, sống giản đơn theo cái cách mà Đức Phật đã sống. Cho nên tóm lại đó, cái hạt giống đi tu á, ai cũng có thể có. Nếu như người đó, thứ nhất, sống đời giản dị. Thì giản dị nghĩa là gì? Không có thích chân diện, không thích ăn xài, không thích hưởng thụ, không thích giải trí nhiều. Cái phong cách đó nó rất là hợp với người tu. Thứ hai là có được cái tâm vị tha, thương đời, thương người. Thì đó là cái phẩm chất để giúp cho mình dễ đạt được phẩm tính từ bi. Thứ ba là thông minh, có hiểu biết, siêng năng. Thì cái đó nó phù hợp để phát triển, để trở thành có trí tuệ. Thì đây là ba cái phẩm chất mà nếu như người tại gia nào có được đó, thì hạt giống đó là hạt giống phù hợp với người tu rồi. Thì đi tu nó rất là nhanh. Do đó thầy khích lệ là các bậc cha mẹ, nếu con em của mình có tinh thần đi tu thì đừng có cấm cản. Thì có cấm nó cũng bỏ đi, nó trốn đi thôi. Như trường hợp của thầy, nếu mẹ thầy không cho, thầy cũng trốn đi. Mà sở dĩ mà hơn 30 ngôi chùa đầu thầy xin không được là bởi vì mẹ thầy không cho, ba thầy cũng không cho. Mà giờ mình đi một mình thì làm sao thầy chủ trì nào dám cho, biết mình là ai, ở đâu, thân phận mình thế nào. Rồi đi tu lớn mớ dưới tuổi thành niên mà không được cha mẹ đồng ý thì cha mẹ có thể tới kiện chùa nữa. Đó. Cuối cùng là thầy năn nỉ quá thì mẹ thầy phải chiều theo ý thầy. Thế chứ bà đâu có muốn cho thầy đi tu, mặc dù anh em thầy là 11 người, còn một người nữa là trở thành tiểu đội rồi. Nhưng mà đi tu một người thôi mà cũng là tiếc rồi, chứ đừng nói chi là gia đình có một con hay là hai con. Cái khó khăn về cái tình cảm thương yêu đó, nó làm cho chúng ta bị trói buộc và khó dứt ra được. Rồi, mời nhóc tí hon.